chương trình ngày hôm nay 4 phần quà. Bốn phần quà cho bạn nào biết vẫn một bài thôi. Bài này hơi khó một chút nhưng mà thầy thấy các cô bảo mẫu làm việc rất là nhiệt tình. Các cô bảo mẫu làm việc rất nhiệt tình. 4 phần quà luôn. Bài này chỉ có 2 chữ thôi. 4 phần quà chỉ có 2 chữ. Chỉ có 2 chữ thôi. Ai con to gọi người đó. Đây. Bài này là bài gì? Hồn quê. Hồn quê hay quá con ơi, hồn quê cảm ơn các cô bảo mẫu rất nhiều. Bài này thì các cô bảo mẫu giúp các cô giáo viên chủ nhiệm biết hơn.